Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Một sở thị Piaggio MP3 2022, một cái mẫu xe 3 bánh tại đại lý Việt Nam với mức giá bán từ 330 triệu đồng. Phiên bản Piaggio MP3 là một cái dòng xe 3 bánh đầu tiên được phân phối chính hãng thị trường Việt Nam. Sau những thông tin đồn đoán cách đây được vài tháng, Piaggio MP3 đã chính thức được mở bán thị trường Việt Nam. Thời điểm hiện tại, đây là cái mẫu xe máy 3 bánh duy nhất trong nước được phân phối chính hãng. MP3 được bán Việt Nam thuộc phiên bản là 400 HPE Sport 2022. Tại thị trường châu Âu, cái mẫu tay ga này có những phiên bản tùy chọn như 300 HPE cũng như là 530 HPE. Phiên bản MP3 400 HPE 2022 có cái chiều dài là 2160mm, trong khi chiều rộng là 815mm, trục cơ sở dài 1580mm. Cái mức thông số này là không quá chênh lệch nhiều so với các dòng tay ga cũng được bán Việt Nam như BMW C400 2011-2022 có kích thước chiều dài là 2210mm, rộng là 835mm, hay cái chiếc Yamaha T-Smart có dài là 2195mm, trong khi chiều rộng là 780mm. Cái mẫu MP3 400 HPE có một chi tiết chú ý là hai bánh trước đã được thiết kế song song với kích thước 13 inch, bọc bên ngoài là bộ lớp kích cỡ 110x70, trong khi phần bánh sau 4 inch dùng cho mình cặp lớp cỡ là 140x70. Hệ thống phanh tích hợp công nghệ chống bó cứng phanh ABS lẫn liên kết trước sau CBS. Thiết kế phần đầu xe đặc trưng với cụm đèn lưới dạng tổ ong. Phía bên trên là cái phần kẹt vẹt màu đen nối liền với phần kính gió cỡ lớn. Piaggio MP3 HPE dùng chứng minh đèn chính dạng halogen. Các đèn còn lại dùng công nghệ đèn LED. Cái bảng đồng hồ của chiếc MP3 được bán Việt Nam kết hợp giữa đồng hồ cơ và màn hình LCD ở giữa hiển thị thông tin về quãng đường, thời gian, mức tiêu thụ nhiên liệu v.v. Và ở cái hệ của năm 2023 được bán ở châu Âu thì cái chiếc MP3 400 nó chuyển sang màn hình điện tử TFT 7 inch. Cái cụm công tắc kích thêm cái nút điều chỉnh khóa hệ thống chạy phía trước, khi khóa bánh trước không thể nghiêng qua lại như xe máy thông thường. Cái sàn để chân thì có cái bàn đạp hỗ trợ chiếc xe giữ được thăng bằng khi dừng. Cái tính năng này được Piaggio đặt cái tên là Rolock. Phần yên được thiết kế dày theo đúng phong cách những mẫu Touring. Trong khi bình xăng dung tích là 13,7 lít đã được đặt ở phía trước giúp không gian chứa đồ bên dưới yên của chiếc MP3 cũng khá rộng rãi. Nói về trái tim của chiếc Piaggio MP3 400 HPE là một cái có động cơ xăng đơn, dung tích thật là 399cc. Cái có động cơ này sinh ra công suất 35,3 lực, tại ngưỡng tua máy là 7.500 phút. Trong khi mô men xác cực đạt 37,7 Nm, tại ngưỡng vòng tua máy là 5.750 vòng trên phút. Piaggio Việt Nam phân phối phiên bản MP3 400 HPE Sport 2022 với mức giá là 330 triệu đồng. Đây là mẫu xe tay ga 3 bánh duy nhất được bán thị trường Việt nên không có thủ trực tiếp. Nếu xét về giá bán thì Piaggio MP3 400 HPE 2022 sẽ cạnh tranh với những tên tuổi nặng ký có ở Việt Nam như BMW C400 CT có mức giá từ là 349 triệu đồng, hay cái chiếc Yamaha MT09 với mức giá là 345 triệu đồng. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để chi tiếp nhấn like, subscribe.